Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách chiết mũi khi đan len. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu về bản chất chiết mũi là gì. Tại vì chúng ta sẽ có nhiều kiểu đan trước khi chiết mũi tùy vào yêu cầu của sản phẩm. Nên là các bạn cần phải hiểu bản chất của việc chiết mũi. Việc chiết mũi tức là các bạn sẽ đan hai mũi này. Sau đấy thì đưa mũi ở phía sau, vòng qua mũi ở phía trước. Chúng ta chiết được một mũi như thế này. Sau đấy thì lại tiếp tục đan tiếp. Rồi lại đưa mũi ở phía sau, vòng qua mũi ở phía trước. Chúng ta chiết tiếp được một mũi nữa. Rồi lại tiếp tục đan tiếp. Sau đấy thì lại đưa mũi ở phía sau, vòng qua mũi ở phía trước. Đó. Đây là bản chất của việc chiết mũi, là chúng ta sẽ đan lần lượt từng cụm hai mũi một, đan được hai mũi ở trên kim phải thì đưa mũi ở phía sau, vòng qua mũi ở phía trước để chiết mũi lại. Còn đâu tùy vào yêu cầu của bài mà cái mũi mà chúng ta đan trước khi chiết ấy, nó sẽ chúng ta sẽ đan theo yêu cầu của bài. Nếu mà nói là chiết theo kiểu ca thì đây, như các mũi vừa rồi toàn bộ là mình đều chiết theo kiểu ca, tức là chúng ta cứ đan các mũi ca. Sau đấy thì chiết mũi. Nếu mà bài nói là chiết mũi theo kiểu P thì các bạn lại đan mũi P. Sau đấy thì chiết mũi. Lại tiếp tục đan mũi P. Rồi chiết mũi. Tức là bản chất của việc chiết mũi thì nó đều là đan hai mũi, sau đó thì vòng mũi ở phía sau, qua mũi ở phía trước để chiết thôi. Còn nó đâu thì tùy vào yêu cầu của bài mà chúng ta sẽ thực hiện các mũi cho nó phù hợp. Đó. Chúng ta cứ đan được hai mũi ở trên kim phải như thế này thì đưa mũi ở phía sau, vòng qua mũi ở phía trước. Còn đâu tùy vào yêu cầu của bài thì chúng ta sẽ đan ra các mũi trước khi chiết cho phù hợp. Và các bạn sẽ được đường chiết mũi như thế này.